VV Thể thao, kênh thông tin thể thao chuyên biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam. VV Thể thao đem đến những nội dung thể thao đặc sắc nhất, những tin tức mới nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất. Bạn là người yêu thể thao? Đăng ký kênh VV Thể thao để cảm nhận nhịp thở của thể thao đầy màu sắc. Trọn vẹn đam mê cùng VV Thể thao. Tôi yêu thể thao. Quý vị và các bạn thân mến, việc thành lập câu lạc bộ Around the World vào năm 2008 được xem là một cột mốc đánh dấu sự hình thành của bóng đá nghệ thuật Việt Nam. Trải qua một thập kỷ, bóng đá nghệ thuật Việt Nam đã phát triển nhưng so với thế giới thì vẫn còn đi sau khá xa. Lý do cơ bản nhất nằm ở điều kiện thi đấu cọ sát cả trong nước lẫn quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự hoạt động miệt mài của những thành viên câu lạc bộ Around the World từ khía cạnh chuyên môn cho đến kêu gọi tài trợ các giải đấu càng trở nên quan trọng. Em thấy các vận động viên nước ngoài thì họ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, kể cả về điều kiện tập luyện cũng như là về những cái thu nhập. Có thể họ chỉ ra ngoài đường biểu diễn ở đường phố thôi thì họ cũng có thể kiếm từ 2.000 đến 4.000 euro một tháng, nếu như mà họ ngày nào cũng ra ngoài đường phố biểu diễn như vậy. Đấy là em cũng đã trao đổi với những cái người bạn nước ngoài, em hỏi về cái thu nhập họ như nào thì họ bảo là ví dụ như là trong thời kỳ World Cup hoặc những cái sự kiện đó thì họ sẽ đi biểu diễn này, qua quảng cáo các nơi thì thu nhập rất là cao. Và kỳ nghỉ hè thì họ sẽ đi đến các thành phố xung quanh ở khu vực châu Âu của họ, họ biểu diễn các đường phố và họ thu nhập rất là cao và họ không phải lo lắng quá nhiều về phần đấy. Còn ở Việt Nam cũng gặp khá nhiều khó khăn về tài chính. Đó là tiết lộ của Nguyễn Ngọc Phát, 28 tuổi, một trong những vận động viên bóng đá nghệ thuật hàng đầu Việt Nam và hiện nay đang là người điều hành câu lạc bộ Around the World. Năm 2008, Nguyễn Ngọc Phát cùng với những cái tên nổi tiếng như Nam The Man, Đỗ Kim Phúc, Đoàn Thanh Tùng hay Lê Anh Tuấn là nhóm thành viên sáng lập câu lạc bộ Around the World sau khi thường xuyên góp mặt và gặt hái danh hiệu ở đấu trường quốc tế. Theo Nguyễn Ngọc Phát, bóng đá nghệ thuật Việt Nam có rất nhiều thay đổi trong 10 năm qua. Ở thời điểm khởi đầu, cả nước chỉ có khoảng 20 người tập luyện freestyle football một cách chuyên nghiệp, còn bây giờ con số đó là hơn 100. Ngoài ra, trong 10 năm qua, câu lạc bộ Around the World truyền cảm hứng cho rất nhiều các freestyler ở Việt Nam, giúp họ có động lực để duy trì quá trình tập luyện, như chia sẻ của hai vận động viên trẻ Nguyễn Chiến Thắng và Ngô Toàn Thắng. Gia nhập cái nhóm Around the World này thì trước là mình được giao lưu với những bậc đàn anh ấy, học hỏi kinh nghiệm rồi chia sẻ không những về những bài học về bóng đá kỹ thuật mà còn là những bài học về cuộc sống nữa. Càng ngày càng tập những động tác mới và làm được cái nhiều mới, em bắt đầu theo đuổi đam mê và cố gắng theo hết đam mê của mình đến môn này. Kiểu giải tỏa cho mình những áp lực sau những giờ học và những giờ làm việc căng thẳng rồi. Em tập môn này tầm 4 đến 5 buổi một tuần mà mỗi buổi em tập khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Em nghĩ là sắp tới trong tương lai em sẽ cố gắng để thi đấu chuyên nghiệp. Bóng đá nghệ thuật rõ ràng là rất đẹp mắt và cuốn hút. Tuy nhiên, để có thể gắn bó lâu dài với môn thể thao này thì đầu tiên là phải có niềm đam mê, sự kiên trì. Bởi người chơi sẽ gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu tập luyện, từ quá trình khổ luyện đến khi có thể khiến mọi người trầm trồ với màn trình diễn của mình là cả một quá trình gian nan. Bên cạnh đó, việc tham gia nhiều đấu trường để tranh tài, để học hỏi là yếu tố vô cùng quan trọng. Đây là điều mà một vận động viên đã thành danh như Nguyễn Ngọc Phát càng hiểu rõ hơn ai hết. Cũng từ những chuyến du đấu từ châu Á đến châu Âu, Nguyễn Ngọc Phát đã kết nối được với hàng loạt những vận động viên đẳng cấp thế giới, làm cầu nối để mời họ đến Việt Nam giao lưu cũng như làm giám khảo ở các cuộc thi. Nhóm em cũng đã đi xin tài trợ và tổ chức các giải vô địch quốc gia để có thể các bạn chơi bộ môn này, cộng đồng bóng đá nghệ thuật ở Việt Nam có thể gặp gỡ và giao lưu với nhau. Tại vì qua những giải đấu đó thì các bạn sẽ thấy được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình và các bạn có thêm cái niềm cảm hứng để có thể duy trì đam mê của mình. Mong mỏi của Nguyễn Ngọc Phát là trong thời gian tới, bóng đá nghệ thuật Việt Nam sẽ có được 5 giải đấu mỗi năm, từ đó có được bước phát triển mạnh mẽ hơn. Bởi thực tế hiện nay, dù còn nhiều khó khăn nhưng ở tầm châu lục, freestyle football Việt Nam có vị thế khá rõ nét, chỉ xếp sau Nhật Bản và ngang hàng với Indonesia. Mới đây, Nguyễn Ngọc Phát đã vượt qua 27 thí sinh khác để giành ngôi vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam. Qua đó sẽ đại diện cho freestyle football Việt Nam đến nước Mỹ vào tháng 11 này để tranh tài tại vòng chung kết bóng đá nghệ thuật thế giới 2019.